thì thật ra câu chuyện anh là cái kiểu là nhắm mắt đưa chân đó. Đưa là đưa đưa vô rồi làm thôi, thì nó tự nhiên nó cũng hợp. Thì anh nghĩ là cho nên ở góc độ nào đó thì cho tới cuối cùng anh thấy thật ra mọi thứ nó lại quay về mindset. Chào mừng mọi người quay lại với lại series podcast Sự nghiệp hạnh phúc cho marketer. Tập số 3, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đừng nhắm mắt đưa chân theo nghề. Và Nghi cảm thấy rất là vui khi hôm nay có thể mời được anh Tú và bạn Huyền góp mặt trong ngày hôm nay. Anh Tú ơi, anh có thể giới thiệu chút xíu về mình cho mọi người hay không? Rất là đầu tiên Tú rất là vui có mặt trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì cá nhân Tú để giới thiệu nhanh gọn thì Tú cũng đi làm cũng được hơn 14 năm rồi. Trong đó thì cũng có hơn khoảng 12-13 năm thì làm nhiều hơn về digital marketing, làm về grow, rồi community, cộng đồng, tất cả các thứ. Thì cá nhân Tú hiện tại nếu mà nói công việc chính thì Tú đang dành thời gian cho một cái production house. Thì hiện tại đang làm cho An Nam Magic Production, chuyên về sản xuất TVC và cũng như một số những cái video quảng cáo, các bộ cái thứ, và cũng như là một số cái sản phẩm như là AI, motion capture. Thì ngoài đó ra thì một cái niềm đam mê lớn khác thì chắc là về làm cộng đồng, làm community. Giống như chắc mọi người cũng, những ai mà thường theo dõi Tú thì chắc cũng biết là Tú nói rất nhiều về cộng đồng, về xây dựng cộng đồng, community, các thứ như thế. Đó thì đó một số cái thứ như thế. Thì qua góc độ của Tú sau mười mấy năm đi làm thì Tú hy vọng là mình có thể có một số cái chia sẻ nhiều hơn cho những cái bạn trẻ về câu chuyện là nếu mà tìm kiếm một cái hướng đi nào đó cho sự nghiệp của các bạn, nghề nghiệp của các bạn thì nó sẽ là gì, thì cái đó một số cái thứ Tú mong muốn hãy share được cho mọi người nhiều hơn. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Huyền ơi, còn em thì cảm giác của em với lại em chắc là giới thiệu một chút xíu rồi em cho chị biết là cảm xúc của em như thế nào khi mà tham dự cái tập này. Em chào chị Nguyên, chào anh Tú và chào tất cả các anh chị và khán giả hôm nay. Thì em tên là Huyền, hiện tại em đang là marketing lead cho một công ty sản xuất máy móc từ Cung Nắp Việt Nam. Thì em cũng đã trải qua khá nhiều ngành nghề khác nhau, thì cuối cùng là em vẫn chọn là marketer. Thì hy vọng là với những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của em làm trong ngành thì có thể có những cái góc nhìn có thể hữu ích cho các bạn. Để qua mốc cho cái chương trình ngày hôm nay thì em muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà cũng thường hay hỏi những cái khách mời trước, là nếu như mà bây giờ mình chọn một cái nền tảng mạng xã hội hay nền tảng ứng dụng nào đó, TikTok hoặc YouTube vân vân, thì mọi người sẽ chọn cái mạng xã hội hay nền tảng nào mà thể hiện cái nét tương đồng với cái tính cách của mình nhất? Cho ưu tiên cho Huyền trước đi. Ok, câu hỏi này rất thú vị. Tại vì bây giờ có rất nhiều nền tảng ra đời rồi. Thì anyway, nếu mà được chọn chỉ một nền tảng để thể hiện được tính cách của em thì chắc là em sẽ chọn Facebook. Tại sao? Tại vì em thấy là với vị trí của em là marketing lead thì em phải biết rất là nhiều thứ, cũng giống như là Facebook bây giờ. Thì khi mà mọi người muốn xem video dài, Facebook vẫn có. Muốn xem video ngắn thì có Reels. Muốn đọc blog thì vẫn có. Và chính vì vậy nên là em nghĩ là đấy sẽ là một cái nền tảng khá là thập cẩm để khi mà mình cần cái gì thì Facebook đều có thể đáp ứng được. Thêm một cái hay nữa mà Facebook đang làm rất là tốt, đó là kết nối. Thì em rất là thích kết nối giao lưu với những anh chị mà làm trong ngành. Thì nhờ Facebook mà em đã biết rất là nhiều người thú vị, đặc biệt như là anh Tú hay là chị Mia. Nếu mà có một nền tảng nào mà anh nghĩ là nó gần giống với cái tương đồng với số cái thứ anh cho, thì anh nghĩ là anh tự nhận mình là Telegram. Thứ nhất thì nó cũng là nền tảng anh khá là thích ở chỗ là tại vì Telegram là một cái nền tảng mà nó một cái nền tảng hơi lai tạp. Telegram thì thật ra nó cũng sẽ có một số cái yếu tố. Đầu tiên là anh nghĩ là nói là kiểu một nền tảng mà ít người sử dụng thì cũng không hẳn ít người sử dụng, nó cũng có khá nhiều người sử dụng, nhưng mà nó khá là đặc trưng, một số người sẽ thích xài nó. Những người mà thích xài nó thì sẽ xài rất nhiều. Nhưng mà những người nào đã không quen, không thích thì họ sẽ không xài. Đại loại như thế là đầu tiên nó có một cái nó là một cái nền tảng cũng tương đối phổ biến, nhưng mà nó vẫn là một cái niche, chứ nó không phải phổ quát như Facebook hay là như YouTube, như là TikTok kiểu vậy. Cái thứ hai nữa, Telegram là một nền tảng mà theo anh nhìn nhận là nó một nền tảng open source, nó nền tảng rộng mở, tức là nó có thể flexible, nó có thể biến đổi, nó có thể customize, nó có thể được và nó transparent. Thì đó là một số cái đặc tính, một cái thứ gì đó anh thích ở một cái nền tảng. Cái tiếp theo nữa thì Telegram là một cái nền tảng mà trong đó nó có tất tần tật mọi thứ.
tức là cũng giống như Facebook, tức là Facebook thì nó rất là phổ biến, nó phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà ở góc độ nào đó thì Telegram cái nền tảng của nó có tất tần tật mọi thứ, các bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ trên trời dưới đất, rất nhiều loại ở trên đó, bạn cần cái gì bạn cũng có thể tìm được trên đó. Giống như câu chuyện mà muốn mua quýt hay muốn mua gì đó thì sorry, nhưng mà nói chung là bạn muốn mua những cái thứ gì đó thập cẩm bất cứ gì đó, nó cũng thậm chí cũng có luôn. Và một cái thì tức là nó nêu lên cái tính mà đa dạng và tính inclusive, bao gồm của nhiều góc độ cái thứ đó. Và một cái cuối cùng nữa thì Telegram là một nền tảng, nếu mà anh phải nhìn nhận thì Telegram là một nền tảng rất là tuyệt vời để mà làm cộng đồng. Anh rất là thích làm cộng đồng trên Telegram. Thật ra câu chuyện là do ở Việt Nam của mình thì do cái tính ưa chuộng nền tảng này, người ta ưa chuộng Facebook và người ta ưa chuộng TikTok và một số cái nền tảng khác. Nhưng mà thật ra nếu mà nói về nền tảng nào anh thích làm cộng đồng nhất trên nền tảng nào thì anh rất rất là thích xây dựng cộng đồng ở trên Telegram. Telegram nó có thể cho tạo những cái group cộng đồng, những cái nhóm người dùng tới gần 200.000 người, có thể làm được podcast ở trên đó, có thể thu âm, có thể nói chung là live stream rồi làm rất nhiều thứ trên đó. Và nó có rất nhiều cái tính năng automation, rồi bot, rồi các thứ, rồi phân chia những cái room như là một cái forum diễn đàn. Nó khiến cho cái việc làm cộng đồng trên đó nó rất là tuyệt. Đối với cái người làm cộng đồng anh rất là thích. Nhưng mà không phải ai cũng ưa chuộng nữa đó, hay là không phải cộng đồng nào cũng phù hợp để làm cái đó. Cho nên thật ra ở góc độ đó thì mặc dù anh thích, nhưng mà nó là một cái personal preference, một cái góc độ cá nhân của anh. Dạ, nhưng mà nếu mà mình đối chiếu lại về cái tính cách á, thì như anh share trước đó thì có phải là Telegram nó giống như là một cái rất là đa dạng. Nó có đa dạng. Con người của anh rất là đa dạng. Nó đa dạng, nó có nhiều mặt. Rồi nhiều nó mặt. Có cái nhiều mặt, nhiều ý nghĩa. Nhiều mặt, nhiều ý nghĩa, nhiều góc độ thì ai thấy gì thì thấy. Mình cũng không quan tâm lắm. Tiếp theo nữa là nó có cái sự transparent rõ ràng và nó phù hợp cho cộng đồng. Thì đó là một số cái thứ mà có thể tóm gọn lại về Telegram mà cũng như là có thể hiểu, có mọi người thấy coi đó một cái góc độ. Em cũng thấy nó có khá tự do nhỉ. Khá tự do thì có thể là cũng khá giống như anh Tú. Rồi cảm ơn anh Tú với lại Huyền với câu trả lời của mình. Ngày hôm nay á thì em mời anh Tú với lại Huyền tới là bởi vì em muốn có một cái cuộc nói chuyện cởi mở hơn về một cái chủ đề là đừng nhắm mắt đưa chân theo nghề, bởi vì mấy anh em mình là làm về marketing từ xưa đến giờ. Em cũng 13-14 năm giống anh Tú vậy á, nên là nói chung là cũng khi mà có cái chủ đề này á thì em muốn đào sâu vào nó hơn. Thì hôm trước, tập trước em có phỏng vấn một vài bạn thì có một cái câu như thế này là nghề chọn người chứ người đâu ai chọn đi làm. Đúng không anh? Vậy thì anh Tú với lại Huyền có một cái quan điểm như thế nào về cái câu đó? Vậy chắc cái này chắc anh nói cái góc nhìn của anh trước hả? Cái anh nói trước đi, tại vì em thấy cũng nhiều kinh nghiệm. Nghề có chuyện thì cái câu hỏi của em là nghề chọn người hay người chọn nghề gì đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh thì anh nghĩ rằng là nó có cả hai phía. Tức là với anh nghĩ có với trường hợp của anh đi. Trường hợp của anh thì anh thấy rằng là anh là trong cái trường hợp rơi vào trường hợp là nghề chọn người. Tại vì thật ra câu chuyện là anh không có học về marketing, mặc dù đúng là anh học trường đại học tài chính marketing. Nhưng mà cái chuyên ngành của anh học thì anh học tiếng Anh kinh doanh. Nó cũng có cái bộ môn marketing trong đó đó, nhưng mà nó không có phải sâu. Và thật ra đó giờ lúc mà còn đi học á, học trong trường đại học, anh cũng nghĩ rằng mình không nghĩ là mình làm marketing đâu. Tại vì học tiếng Anh kinh doanh là anh cứ luôn nghĩ rằng ra trường thì anh sẽ làm biên phiên dịch. Anh nghĩ rằng ra trường anh sẽ làm biên phiên dịch. Thật ra có đó, đúng rồi. Thật ra cái công việc đầu tiên của anh là công việc đầu tiên là dịch những cái bài viết trên web và đăng tải, tức là kiểu dịch bài từ những trang nước ngoài rồi đăng lên trên cái đó, với các cái công việc trong lúc mà anh đi thực tập đầu tiên, và cũng là công việc ở cái công ty đầu tiên anh làm. Và anh cho nên thời điểm đó anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện mình làm gì đâu, mình cứ nghĩ đinh đinh ra. Và thật ra đó anh thích vẽ vời nữa, anh còn nghĩ thời đó còn mơ mộng là mình làm biên phiên dịch tay phải, rồi còn nghề tay trái là mình vẽ làm họa sĩ. Hồi đó anh có apply vô, hồi đó anh nhớ là anh apply vô Phan Thị á, mà may sao bị không nhận. Là, chứ làm sao bây giờ mà cộng đồng có một anh Tú được. May sao là cũng không biết, nhưng mà không biết là hên hay may, nhưng mà có thể có họa sĩ của anh Tú thì không biết được, đúng không? Thì đó thì cái đó là như vậy. Nên anh làm một thời gian thì câu chuyện cái công việc đầu tiên anh là biên phiên dịch. Làm khoảng 6 tháng, nhưng mà sau đó thì tự nhiên công ty chuyển qua là công ty mở ra một cái mảng mới, tức là công ty đầu tiên anh làm đó là công ty Việt Nam. Và công ty đó thì họ có bán hàng online, cho nên họ mở một bán hàng online. Thì trong một cái thứ mà anh sếp đầu tiên của anh rất là thích, là anh thích tự nhiên thời điểm đó là bán hàng online, thì bắt đầu tìm hiểu về SEO.
và thấy rất là thích. Và anh thấy là ở Việt Nam chưa, thời đó chưa ai làm SEO hết. Cho nên ảnh mở ra một cái mảng là làm về SEO. SEO là tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, Search Engine Optimization. Thì anh mở ra làm cái mảng đó, tức là một trong cái bên làm dịch vụ về SEO đầu tiên ở Việt Nam. Rất là sớm, kiểu early. Thì tự nhiên cái ảnh làm, mở ra cái đó làm, cái ảnh kéo mình vô. Thì thật ra cũng may là thời đó mình, cái thời còn đại học á, thì anh đã thích vọc và mày mò những cái thứ mà liên quan tới website, tới các thứ. Cho nên anh đã có một số những kiến thức cơ bản về tối ưu hóa web, về một số cái thứ cơ bản như hosting và các thứ kiểu, tức là hồi đó mình tự mày. Cho nên mày mò nên ảnh kéo mình vô làm. Cái mình nhảy vô đó, mình bắt đầu mình tự học, mình tự nghiên cứu, mình tự lắm. Xong cái tự nhiên cái từ làm biên viên dịch web, dịch bài, đăng bài web, tự nhiên mình chuyển qua làm về SEO. Là về kỹ thuật về SEO, học content, nội dung các thứ về SEO, mình làm tất cả mọi thứ về SEO. Và tự nhiên SEO nó trở thành cái nghề, nó dính với mình luôn suốt chắc cũng phải 3-4 năm. Gần suốt 3-4 năm. Thì cái công ty đầu tiên anh làm khoảng chừng hơn 2 năm rưỡi. Công ty đầu tiên thì 2 năm rưỡi đó thì gần như là toàn bộ là làm về SEO là chủ yếu. Tất cả mọi thứ liên quan SEO. Qua tới cái công ty thứ hai á, thì mình làm đâu đó còn khoảng chừng 50% là SEO và 50% còn lại là về digital marketing, về xã hội, về đó. Tức là công ty thứ hai tuyển mình vô là công ty của Nhật. Thì công ty đó là họ lại không có nhiều budget, nên họ tuyển mình vô làm SEO ban đầu, nhưng xong sau đó cái mình làm SEO thời gian, họ bắt đầu họ giao thêm những cái việc mà liên quan tới chạy quảng cáo trên Facebook, trên social, lại làm content social, manage tất cả những kênh social, rồi thậm chí chạy event làm đủ thứ. Thì nói chung là cái đó là cái progress, cái bước của mình trong cái việc mà làm công việc. Thì lúc mà anh còn làm, anh nghĩ là trong khoảng chừng 4 năm đầu tiên á, anh cũng không nghĩ rằng anh làm marketing đâu. Anh chỉ biết là anh làm SEO thôi. Trong khoảng 2-3 năm đầu tiên thì anh cứ cắm đầu anh làm. Và làm SEO thì mình nghĩ là mình biết SEO thôi. Mình cũng chưa bao giờ, thời điểm đó mình nghĩ là cái kiến thức và năng lực của mình chưa đủ để mình tự nhận ra rằng cái vai trò của SEO là gì trong một cái bức tranh tổng thể của mảng marketing. Cho nên anh nghĩ là lâu đó phải tới năm, mặc dù nha, hồi đó học ở đại học á, mình cũng có học cái quyển Principle of Marketing của Philip Kotler. Nhưng mà mình chưa thực sự bao giờ mình hiểu, lúc mà trong trường đại học mình không có hiểu đâu. Mình học học chơi cho vui vậy thôi, chứ còn hiểu thì không hiểu. Thì cho tới lúc mà đi làm xong, tính anh nghĩ tới năm thứ năm á, thứ tư á, thì lúc đó tự nhiên năm thứ tư thứ năm á, lúc đó mình bắt đầu mình mới lờ mờ mình suy nghĩ. Vậy thì cái SEO và những cái, tức là qua mình làm vừa SEO ở công ty thứ hai, cái thời điểm anh nghĩ anh realize cái thứ đó là anh bắt đầu thời điểm ở công ty thứ hai. Khi mà anh không còn chỉ làm SEO nữa, mà anh bắt đầu là công ty Nhật, đúng rồi. Vừa không phải chỉ làm SEO mà anh còn làm cả digital marketing, làm về social. Thì tức là khi mà tiếp xúc với nhiều cái mảng công việc khác nhau, thì anh mới bắt đầu anh suy nghĩ về chuyện, ủa vậy thì những cái này nó có cái liên kết với nhau thế nào. Cái SEO rồi cái social rồi những cái thứ mà mình làm nó có cái sự liên kết ra sao. Thì lúc đó mình bắt đầu mới bắt đầu tìm tòi, mình học thêm về vậy thì tức là SEO nó là một phần của digital marketing, social nó cũng là một phần của digital marketing, rồi mobile marketing, rồi SMS, rồi email marketing, tất cả những thứ nó đều là một phần của cái đó. Tức là mình bắt đầu mình học, mình tìm hiểu mình đó. Thì cái thời điểm đó cũng, anh nghĩ thời điểm đó là thời điểm mà bắt đầu anh mờ mờ anh nhận ra thì ra cái thứ mà mình đang làm nó là một, cũng một cái gì đó nó lớn hơn, một cái phạm trù nó lớn hơn, và digital marketing nó cũng chỉ là một phần của một cái mảng lớn hơn cái mảng marketing. Thì lúc đó anh mới bắt đầu đọc lại cái quyển sách Principle of Marketing của Philip Kotler. Cái thời điểm khi mà anh đọc lại đó, đúng rồi, lúc đó anh cũng không hiểu hết đâu. Tức là hồi là học đại học á, học thì đọc thì chắc hiểu rồi 30%. Tới lúc này đi làm được khoảng 4 năm rồi, bắt đầu được ướm thử làm vài thứ, đọc lại á, thì thấm vô thì mình thấy mình hiểu được khoảng chừng 50-60%. 60%. Thì anh nghĩ là để hiểu hết được cái quyển của Philip Kotler, bạn phải đi làm có 7-8 năm. Tức là đi làm 7-8 năm và có đủ trải nghiệm tương đối trải dài ở nhiều cái cảnh, thì bạn đọc cái quyển đó bạn mới hiểu được khoảng 90%. Hiểu được 100% thì chắc bạn đi làm khoảng 10 năm. Đại loại thế, anh nghĩ là vậy. Để mà có thể là do anh không nắm nấu tốt lắm, nhưng mà anh nghĩ là để mà thật sự thấu hiểu và hết được tất cả những nội dung trong cái quyển đó, thì trong 10 năm đầu tiên đi làm thì bạn chỉ cần đọc đúng một quyển đó thôi. Sách về marketing chắc cũng chỉ cần, nếu mà cái quyển gì duy nhất mà kinh thánh thì chỉ cần đọc một quyển đó thôi. Nếu bạn tin quyển The Principle of Marketing của Philip Kotler, chỉ một quyển đó thôi, cứ đọc đi đọc lại trong 10 năm đầu làm nghề thì anh nghĩ chắc cũng gần đủ. Đương nhiên là có thể có những quyển sách khác, nếu bạn làm nghề nhiều cái mảng nghề khác, content, nội dung hay sáng tạo đó, có thể có những đầu sách khác. Nhưng mà nói về marketing thì cái quyển đó là trong 10 năm đầu tiên thì anh nghĩ cái quyển đó là quyển đó là đủ. Chỉ một cái quyển đó là đủ. Thì đó là cái đối với anh đó. Thì đó là những cái bước mà anh bắt đầu chân vô nghề thế nào, anh làm qua những cái gì. Là nghề chọn anh, thì giống như anh nghĩ là
anh cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ là mình sẽ chọn cái này. Yeah. Anh chỉ cảm thấy nó đến một cách rất là tự nhiên. Yeah. Nó mình làm và mình làm và sau đó thì mình tự nhiên mình bắt đầu mình tìm tòi thêm. Và mình nhận ra là cái đó là cái thứ mà mình làm. Khi mình nhận ra cái thứ đó mình làm thì mình tự nhiên mình cảm thấy nó cũng hay ha, nó có nhiều cái, nó rộng ghê, nó có quá nhiều thứ để mình học. Thì cái tự nhiên cái mình chọn cái để theo cái đó. Và anh nghĩ là ở cái thời điểm mà lúc mà anh nhận ra cái đó thì đó cũng là cái thời điểm quan trọng, tại vì anh cũng làm hai thứ ở thời điểm đó, là anh bắt đầu anh viết cái blog conversion.vn của anh. Thì cái blog của anh là anh bắt đầu anh viết về digital marketing, viết về những cái thứ mà mình làm trong công việc của mình. Anh nghĩ cái việc viết blog nó cũng là cái thứ thay đổi, nó là bước ngoặt á, nó khiến cho anh nghĩ là anh nghĩ mọi người đều nên viết blog, hay là mọi người không phải là viết blog, bạn có thể viết blog hay bạn có thể làm podcast, bạn có thể làm TikTok hay bạn gì, nhưng mà cái chuyện mà viết ra những cái thứ mà mình nghĩ á, nó khiến cho cái tư duy của mình về cái nghề, cái thứ mình làm nó mạch lạc hơn rất nhiều. Đó thì rồi thứ hai nữa là làm cộng đồng UN. Thì cái năm anh đi làm được bốn năm thì cũng là thời điểm mà bắt đầu anh làm ra cộng đồng UN, bắt đầu tạo cộng đồng UN. Thì anh nghĩ đó là hai cái bước ngoặt lớn trong cái chuyện làm nghề của anh. Thì cái đó là trong trường phái của anh, là anh là nghề chọn người. Nhưng anh thấy anh có vài người bạn họ vẫn là nghề, người chọn nghề, tức là họ vốn, anh có quen người bạn là họ làm bạn một vài người luôn ấy nha, là họ làm nghề khác, họ làm từ bên lo bên luật, họ làm bên mảng tài chính, xong họ làm bên mảng nó 3-4 năm rồi, xong cái tự nhiên cái vì một cái cơ duyên nào đó cái họ chọn là họ chọn không làm cái nghề kia nữa, mà họ nhảy vô cái nghề mới họ làm, mà họ chọn để nhảy vô trong cái nghề marketing. Tức là họ suy nghĩ, họ nhìn nhận cái thứ đó, họ nghĩ rằng cái nghề đang hot, có thể nó đang lên, hoặc là cái nghề này, tức là tự nhiên suy nghĩ lại thì thấy nó hay, hay là họ có một cái connection của những cái gì đó, xong họ thấy, họ nhìn nhận, họ đánh giá, họ quyết định chọn nó. Thì anh nghĩ nó vẫn có những cái trường hợp là người chọn nghề một cách chủ động, họ chọn cái chuyện đó để vô trong cái đó. Thì ở đây thì mình coi thử rằng là Huyền nó rơi vô trường hợp nào, là người chọn nghề hay là nghề chọn người. Em thì may mắn là được tổ nghề độ nghề cũng chọn em ạ. Thì em học trái ngành, em học xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thì lúc mà em đi thực tập ấy, là em học những cái môn liên quan đến xuất nhập khẩu thì em lại không thích lắm. Không thích các đồng việc tại vì em hay bị việc thấp xe là tại xuất nhập khẩu thôi. Em có học marketing nhưng mà không có đủ nhiều để em hiểu. Thì hồi đại học đó thì em cũng có kinh doanh nhỏ, thì lúc đấy là nhiệm vụ của em là đi tìm khách hàng. Và em không biết làm sao hết, thì em bắt đầu kiểu chạy Facebook rồi tìm hiểu các mạng xã hội này kia, thì em mới biết là ok, sẽ có những cái cách để có thể người ta biết tới cái brand của mình. Dạ, đấy là cái công việc đầu tiên liên quan tới marketing. Và sau đó thì do em kinh doanh nên là em cần kiểu như có người hướng dẫn trong cái ngành này, thì em có học một anh thầy đi. Thì ảnh chia sẻ với em rất là nhiều câu chuyện hay về marketing, nên là em cảm thấy giống như là có dopamine nó đang tiết ra về cái ngành này vậy đó, nên là em muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng mà sau đó thì em lại nghĩ là em lại muốn làm sale hơn, tại vì em muốn cải thiện kỹ năng và em thấy sale hỗ trợ rất là nhiều thứ, dạ, kỹ năng giao tiếp, nên là em lại đi làm sale. Em không có theo marketing. Nhưng mà sau đó thì làm sale là bán hàng đúng không? Dạ, làm sale bán hàng, bán hàng vào showroom. Thì lúc thời gian rảnh thì em vẫn muốn tìm khách ở online á, nên là em lại tìm hiểu về cái trên social. Sau khi em làm sale em lại thấy không hợp, em lại thấy ok, mình có thể làm trợ lý, tại vì em thích có thể làm cái cánh tay phải cho sếp, nên là em chọn trợ lý. Nhưng mà khi mà em làm trợ lý thì sếp lại ra cái nhưng nhiều quá em ơi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Một người của em nó có nhiều ngã rẽ lắm chị. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều gom lại là em phải làm marketing. Là đi làm trợ lý thì sếp cũng kêu là marketing. Đúng, chính xác. Em chọn người nào cũng vẫn là vì là nghề chọn. Dạ. Nghề chọn em đúng rồi. Dạ. Nếu vậy thì cho chị hỏi thêm một câu là nghề chọn mình rồi, thì vào cái thời điểm nào mình nhận ra là đây là cái sự nghiệp của mình, mình sẽ dành thời gian cho nó, mình sẽ đầu tư cho nó, mình sẽ phát triển nó, mình sẽ on in luôn. Dạ. Thì lúc mà em làm nhiều nghề thì em có một cái giai đoạn là em vừa làm marketing, lại vừa làm giáo viên dạy tiếng Anh. Dạ, lúc đấy là cái lúc mà em phải lựa chọn giữa một trong hai, tại vì em không có nhiều thời gian để làm cả hai cái. Thì em thấy là thực ra tiếng Anh đối với em là một cái phương tiện thôi. Dạ, thì lúc đấy em vẫn chọn marketing, tại vì marketing giúp em thể hiện được cá tính của mình, phù hợp với tính cách của em lúc đó, và em được tìm hiểu rất nhiều thứ về sản phẩm, về con người, cách làm sao để đưa cái sản phẩm tốt này đến người tiêu dùng. Dạ, là em nhớ tới hồi xưa
em cảm thấy rất là bức bối khi mà mình không có thể đem cái sản phẩm tốt đến cái người cần. Dạ, thì em muốn là em là cái cầu nối giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Thì lúc đấy là ok, quyết định em sẽ chọn cái việc. Thời điểm đó là khi nào ta, lâu chưa? À, cách đây khoảng 3-4 năm. 3-4 năm. Dạ. Yeah. Em đi làm cũng khá là sớm. Yeah. Còn anh thì sao, khi nào thì anh biết là sự nghiệp của anh giờ chỉ có gắn lại marketing cộng đồng này thôi? Anh thì anh nghĩ là câu chuyện là anh chưa, anh không giống như Huyền, anh chưa có bao giờ có đứng trước một cái ngã rẽ về chuyện lựa chọn. Tức là từ đầu anh làm giống như anh nói biên phiên dịch, xong cái tự nhiên cái đó qua SEO. Xong từ SEO nó qua digital marketing, qua social, qua làm nhiều thứ này nọ kia khác nhau, rồi những cái công việc sau đó nó cứ cuốn theo cái đó. Tức là anh chưa bao giờ anh phải đứng trước cái lựa chọn. Cho nên đối với anh câu chuyện của anh nó khác Huyền, chỗ cả hai đứa thì giống nhau chỗ câu chuyện là nghề nó chọn. Nhưng mà khác nhau ở chỗ thì anh nghĩ là của anh thì nó là một cái tiến trình, và anh chưa bao giờ thật sự, quan điểm của anh thì anh cũng chưa bao giờ thật sự suy nghĩ nhiều về chuyện là mình làm cái gì. Anh chỉ có câu chuyện là ok, nghề nó đi như vậy thôi, mình cứ tiếp tục mình làm như vậy. Thì thật ra câu chuyện anh là cái kiểu là nhắm mắt đưa chân đó. Đưa vô rồi làm thôi, thì nó tự nhiên nó cũng hợp. Thì anh nghĩ là, cho nên ở góc độ nào đó thì cho tới cuối cùng anh thấy thật ra mọi thứ nó lại quay về mindset. Anh nghĩ thật ra nếu mà, tức là tư duy, nếu mà mình có tư duy đúng thì thật ra nếu mà hồi đó anh làm họa sĩ hay là anh đi vẽ thì chắc anh cũng thành công. Hơi tự tin, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà anh thật sự chú tâm vô, thật ra mình dành nhiều thời gian mình chú tâm cho nó. Thật ra câu chuyện là anh rất là ngưỡng mộ những cái người mà có thể sống được bằng nghề họa sĩ. Tức là những cái bạn mà bây giờ bắt đầu làm thì anh không có ngưỡng mộ bằng những cái đứa mà đã làm nghề họa sĩ mười mấy năm trước đâu. Tức là làm bắt đầu làm họa sĩ mười mấy năm trước và bây giờ vẫn tiếp tục làm. Thời đó nó khó hơn rất nhiều. Anh thấy là thiếu công cụ, thiếu được sự hướng dẫn, thiếu những cái, tức là không sống được bằng nghề luôn á. Tức là hồi đó anh apply cho cái công ty BT đó thì thật ra lương hồi đó trả họa sĩ, anh nhớ đâu đó, lý do anh không chọn theo đó nữa, có một phần họ trả đâu đó có 1.2 triệu một tháng. 1.2 triệu một tháng. Lương hồi đó, nhưng mà lương hồi đó thấp, mà bằng chung hồi đó thấp, nhưng mà thật ra ví dụ ngay cả bên kia làm bên công ty kia đi thì cũng, anh nhớ lương hồi đó cũng đã được 2 triệu rồi, 2.5 triệu. Lương hồi đó rất là thấp, starting point của anh rất thấp. Là vì 1.2 triệu với 2.5 triệu cách nhau nên là anh chọn 2 triệu. Cũng đúng, tại vì nhưng mà thật ra là 2 triệu. Cũng một phần cũng đúng, nhưng mà thật ra câu chuyện em cũng thấy là 1.2 triệu thật ra không sống được, cũng khó sống, tức là kiểu như vậy. 2 triệu cũng nhưng mà 2.5 triệu thì vẫn ok hơn chứ. Anh nghĩ thế, thì cho nên thật ra một phần cũng thế, thì nhưng mà đó cũng là cái ý anh muốn nói đó. Là cái anh rất là ngưỡng mộ, làm nghề vẽ hồi đó rất là khó sống. Sống bằng cái nghề đó là phải hy sinh rất nhiều, kiểu như vậy, cho nên đó cũng là một phần. Cho nên anh thấy là sau này những cái người mà vẫn còn từ thời đó làm nghề vẽ tới bây giờ vẫn còn làm, anh có một người bạn như vậy, bây giờ mở một cái chủ tiệm tranh rồi vẽ những lớp đào tạo thứ, anh thấy kiếm sống được bằng cái nghề đó qua lâu năm như vậy là cái thứ rất là đáng ngưỡng mộ. Và họ phải anh nhớ duy nhất nha, là anh rất thích vẽ, anh vẽ cũng tương đối gọi là được đi, nhưng mà câu chuyện là anh thấy những cái người họa sĩ chuyên nghiệp đó, họ có một cái cục mà gọi là chai á, cục chai ở trên cái bàn tay, họ vẽ họ cầm bút nhiều tới mức mà nó chai cái ngón tay, nó độn lên một cục ở cái chỗ này luôn nè. Em cũng bị đi. Thì đó, cầm bút em viết. Đúng rồi, cầm bút viết và vẽ nhiều. Tức là anh thấy là cái mức độ commitment của họ phải thử tới mức độ thế nào nó mới như vậy. Thì mình mới thấy là mình vẽ thì cũng được thôi, nhưng mà mình chưa bao giờ mình thật sự mình commit nhiều như vậy. Cho nên anh thấy bản chất cái tính commitment của mình cho cái nghề đó nó cũng chưa gọi là ghê gớm lắm. Cho nên thật ra anh nghĩ là chọn marketing cũng hợp lý thôi, tại vì có vẻ như mình thấy mình thích cái đó hơn so với việc là ngồi vẽ thường xuyên cái kiểu vậy, tức là ở góc độ nào đó. Đó thì anh nghĩ là như thế. Thì cho nên quay lại câu chuyện là anh nghĩ là cái mindset, cái tư duy của mình trong cái nghề nó quan trọng. Thật ra cũng sẽ có, anh nghĩ cũng sẽ có nhiều người giống như anh chưa bao giờ thật sự nghĩ là mình làm gì đâu, họ chỉ là tư duy của họ, họ cứ tiếp tục làm tới lúc, tức là với tư duy, với góc nhìn, cách làm việc như vậy thì họ làm, họ tự nhiên họ thấy họ cũng phát triển cũng được, họ cũng đi lên được và họ cũng kiếm ra tiền thì họ tiếp tục họ làm. Chứ thật ra mình không có một cái tiêu chí hay là một cái yếu tố nào để quyết định rằng là cái nghề đó nó phù hợp với mình và mình muốn là gọi là được cống hiến, được làm nhiều hơn với là cái nghề đó. Anh có một cái bộ tiêu chí nào không? Không, anh không nghĩ là anh có bộ tiêu chí nào lúc mà anh thời nghĩ trẻ. Là khi anh chọn 2 triệu là có bộ tiêu chí nào đó. cũng có thể hiểu như vậy, nhưng mà thật ra anh nghĩ là thời trẻ thì thời trẻ câu chuyện của mười mấy năm trước nó cũng khác bây giờ. Bây giờ thì mọi thứ hồi đó nói là marketing thì nó gì lắm, kiểu thế, tức là marketing đó thậm chí còn chưa được rõ, chưa được hiểu rõ như bây giờ mà, đúng không? Các bạn trẻ bây giờ ra anh nghĩ là nó sẽ khác. Đó là cái generation gap đó, một cái khoảng cách về thế hệ. Những cái bạn trẻ hồi đó, tức
ngay cả câu chuyện đại học, trường đại học đi, hồi đó anh học trường đại học, đại học tài chính marketing, nó chả có cái hoạt động câu lạc bộ nào hết. Hoặc nó có nhưng mà thậm chí anh cũng chả còn biết được về nó. Mà bây giờ còn đi học, bây giờ là từ trong trường đại học các bạn đã có câu lạc bộ marketing, có những câu lạc bộ này, câu lạc bộ quay phim, tức là đủ thể loại câu lạc bộ và hoạt động activity. Những câu lạc bộ đó cũng giúp phần cho các bạn về cái góc độ hiểu về nghề, tất cả thứ nó đã khác rất xa rồi. Cho nên có thể là đối với anh, cái generation của anh, cái thế hệ của anh hồi đó thì nó không, sẽ không có được nhiều cái chuyện được giáo dục, được định hướng nghề nghiệp như bây giờ. Cho nên có thể là cái thế hệ của bọn anh á, là nghề chọn người nó nhiều. Tại thế hệ hồi đó đâu có option, cũng không có nhiều lựa chọn đâu. Cho nên chỉ cái, được cái nghề nó chọn. Nhưng mà anh nghĩ cái xu hướng về lâu dài mới hơn bây giờ là các bạn chọn nghề. Các bạn bước chân, các bạn có suy nghĩ nhiều hơn về chuyện là mình muốn làm cái gì, học gì, nên các bạn sẽ chủ động chọn nhiều hơn so với cái thế hệ của bọn anh. Thì anh nghĩ đó là cái tính thay đổi của thời đại. Thì với những cái chia sẻ từ phía anh á, thì em muốn biết là thường thì mình sẽ mất khoảng bao lâu thì mình biết là mình đã chọn đúng được cái nghề đó. Cá nhân anh nghĩ là bao lâu là câu chuyện rất là personal, rất là cá nhân. Thì giống như nãy anh có nói là câu chuyện là các bạn trẻ là người chọn nghề, cái tính, cái kiểu mà người chọn nghề càng ngày sẽ càng nhiều hơn, do các bạn trẻ bây giờ họ biết trước nhiều thông tin, nhiều cái lựa chọn và nhiều cái thứ hơn. Tức là nghề marketing thời điểm này so với mười mấy năm trước lúc mà anh đó, nó cũng đã khác rồi. Bây giờ là các bạn hiểu rõ là bước vô marketing thì nó sẽ có thể vô bằng nghề account, có thể vô là làm về content, có thể vô là làm về digital marketing, có thể vô làm về branding, hay vô là làm bằng một cái bước nó có những cái gì đó rõ ràng. Mỗi bản thân, mỗi một cái niche trong nghề nó cũng đã được định hình rõ ràng hơn nhiều. Cho nên câu chuyện là bây giờ nó càng ngày nó sẽ càng ít cái chuyện là nghề chọn người đi, cũng sẽ có. Hồi đó là gần như 100% là nghề chọn người. Nhưng mà bây giờ thì có thể là đâu đó 50% là nghề chọn người, 50% còn lại là người chọn nghề. Thì anh nghĩ là có thể nghĩ theo góc độ đó. Thì cho nên cái chuyện đó, đối với những cái bạn mà đã biết là các bạn làm gì rồi á, thì có thậm chí là từ lúc mà ra trường đại học là bắt đầu đi, bắt đầu năm 2 đại học là có thể các bạn đã chọn nghề cho mình rồi. Chọn đúng hay không á, thì chọn đúng hay không á, thì có thể sau đó thì chưa biết. Tại vì thật ra ngành marketing anh vẫn nghĩ là một cái ngành mà nó có đa dạng người từ nhiều ngành nghề khác nhau, họ nhảy ngược qua. Họ trái ngành. Đúng rồi, thì anh cũng trái ngành, tức là anh không học về marketing. Thì ở đó thì ở một cách, cho nên cái nhóm trái ngành nó cũng tương đối nhiều chứ không phải. Đây, khi mà mình nói về trái ngành đó, thì em nghĩ tới một cái câu hỏi. Thế thì khi mà mình không có được đào tạo bài bản về marketing, những cái người trái ngành họ nhảy vào đi như anh em chúng ta, thì anh có nghĩ đó là một cái sự thiệt thòi không? Anh nghĩ là một số những cái bạn mà theo học chuyên ngành marketing từ đầu, các bạn sẽ có những một cách chuyên nghiệp, các thứ họ sẽ có một số cái điểm xuất phát tốt hơn, ít nhất là về mặt academic. Tức là khi mà nói về chuyện là lên kế hoạch, rồi lên những cái góc độ các thứ, hay có cái tư duy gì đó, thì các bạn đó có thể sẽ có những cái lợi thế. Anh nghĩ là như vậy chắc chắn. Tại vì nói cũng học 4 năm thì phải có lợi thế hơn so với các bạn mà từ cái mảng khác nhảy qua, hay là không có học nhiều về cái phần đó. Nhưng mà ngay cả những cái người chán ngành á, thì thật ra họ vẫn sẽ có nhiều cái option. Họ sẽ vô bằng nghề account là cái Android rất là dễ, ai cũng có thể vô được đúng không? Chỉ cần có giao tiếp tốt, nói chuyện tốt, chỉ có cái đổ về project management, quản lý dự án cái thứ được ok là có thể làm account. Làm content cũng vẫn có thể người vô bằng content, chỉ cần viết tốt, nghĩ rằng mình tự tin là mình viết tốt, mình làm cái thứ, thì còn lại những cái kia sẽ được dạy dần dần. Thì lúc này cái vai trò của những cái người, vai trò của những cái doanh nghiệp sẽ trong cái việc mà dạy và hướng dẫn những cái người đó, anh nghĩ nó sẽ đóng cái vai trò tốt được. Thì đương nhiên là những cái bạn kia sẽ luôn có cái lợi thế hơn nếu mà cho một số vị trí như là làm planner. Tức là nếu bạn học bài bản về marketing thì bạn sẽ ưu thế hơn nếu mà bạn làm planner, mà làm planning, bạn làm chiến lược, bạn làm những cái strategic cái thứ, hay là bạn làm branding đúng không, bạn làm bên mảng branding hay là truyền thông báo chí cái thứ, thì đương nhiên là những cái bạn học trong marketing ra sẽ có lợi thế hơn. Nhưng mà còn những cái bạn nếu mà cho những cái vị trí mà kiểu như tổng quát kia hơn á, kiểu như lắm nghe nó có nói nãy đó, thì hay làm SEO, bản chất làm SEO bên digital marketing hay là digital marketing performance marketing, thì nó lại không đòi hỏi, nó sẽ chưa đòi hỏi những cái phần kia nhiều. Nhưng mà có thể là ban đầu như vậy thôi, nhưng mà lên cao thì lúc này nếu mà những cái bạn mà chán ngành đi, họ vô họ làm SEO, họ làm cái thứ giống như nãy, nhưng mà trong quá trình họ vừa làm, họ vừa học, họ vừa thẩm thấu cái thứ đó, thì họ sẽ vẫn có thể là dần rút ngắn được cái khoảng cách với những bạn kia. Và những cái bạn mà có học chuyên môn bài bản cái thứ đi, nhưng mà các bạn quá bị vướng bận vào cái bài bản mà các bạn bị thiếu cái
trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm, kiến thức thực tế thì các bạn cũng có thể sẽ bị những bạn kia vượt qua. Cho nên anh nghĩ là cái kia là một cái lợi thế, nhưng mà gọi những cái người làm trái ngành là thấp thế hơn thì cũng tùy, chưa chắc là như vậy. Lợi thế thôi, nhưng mà anh nghĩ nó marginal, theo nhìn của anh thì nó là marginal. Tùy theo cách trò chuyện, cái đương nhiên là ngay cả những cái người kia cũng sẽ có discord, có những người rất giỏi thì và họ sẽ bám, họ sẽ tận dụng cái lợi thế đó để họ có cái khoảng cách càng ngày càng rộng hơn, lớn hơn. Thì anh nghĩ là cũng tùy người thôi. Cái đó là góc nhìn từ phía bên anh Tú. Còn Huyền, em có đồng quan điểm không hay là sao? Em quay lại một xíu là sao hồi xưa anh em mình ấy là nghề chọn người. Thì maybe là hồi xưa lúc mà marketer chưa có phổ biến ấy, thì cái lượng cung nó sẽ nhỏ hơn cầu. Em xin lỗi. Cầu sẽ nhỏ hơn cung, giống như tức là marketer chưa có nhiều người làm, nên là khi mà công ty cần và cảm thấy là mình có những tố chất phù hợp với cái nghề này thì như em sếp chỉ định cho em làm marketing luôn. Thì khi đấy em mới gọi là ok, so với những cái nghề mình đã làm thì marketing là hợp nhất. Em cũng thấy tức là em đã trải nghiệm qua nhiều cái ngành nghề khác nhau để em nhận ra là marketing là dành cho mình. Thì cái ngành của mình nó có một cái là mình cái rào cản để vào ngành khá là thấp, tức là giống như anh bảo là account hay là content thì hồi xưa anh cũng có thể làm được, nhưng mà để xuất sắc trong ngành này thì rất là cạnh tranh, tại bây giờ rất là nhiều người làm. Thì đối với em là một người trái ngành thì em đã có một cái tư duy khác, tức là tại vì em trái ngành nên là em luôn giữ cho mình một cái mindset là em luôn luôn phải học, giống như là một full time learner vậy. Nên là em luôn luôn tìm cách em đang học về digital performance xong rồi thì em lại muốn học thêm về branding, muốn học thêm về project management. Tức là công việc của em cần gì thì em sẽ tập trung để học cái đó trước. Thì đối với em như vậy thì em nghĩ là mình may mắn là tại vì rất là nhiều người trái ngành nên là mọi người rất là cởi mở để chia sẻ với nhau. Nên em cảm thấy là mình có một cái cộng đồng, có những cái network. Đối với cộng đồng marketing thì em thấy là nhiều hơn so với những cộng đồng khác. Thì em cảm thấy may mắn vì ở Việt Nam mà mình có những cái có anh chị và có cộng đồng có thể chia sẻ kiến thức em và có nhiều khóa học hay nữa. Nhiều người dạy này mình đây là có nhiều khóa học hay. Lúc nãy em có nhắc tới một cái từ là bây giờ cộng đồng marketing của mình marketer nhiều quá, nhưng mà để trở nên xuất sắc á thì lại rất là khó. Anh Tú ơi, làm sao bây giờ để cho một bạn mà giờ làm marketing mới và một cái lộ trình đi cho bạn đó đi, thì làm sao để bạn đó trở nên xuất sắc? Anh nhớ anh có anh cũng có từng chia sẻ về cái góc độ đó. Thì anh nghĩ là làm nghề để mà làm gọi là ổn thì không khó, nhưng mà để xuất sắc thì rất là khó. Tức là số lượng người xuất sắc trong ngành thì nó anh nghĩ là không quá nhiều, nhân sự mà gọi là xuất sắc thì nó không quá nhiều. Tại vì theo góc độ của anh á, thì chuyện làm, tức là làm thật ra làm lâu á, thì làm lâu mà vẫn dở thì nên đổi nghề. Làm lâu mà vẫn còn dở thì nên đổi nghề, thật sự là như vậy. Bao nhiêu còn, là lâu anh? Anh nghĩ làm đi làm khoảng chừng 3 năm, 5 năm mà thật ra chuyên môn vẫn chưa cao thì thật ra nên rất là nên coi lại về cái viện bịch có hợp với nghề hay không. Anh không nói là họ dở nha. Tức là làm 3 năm, 5 năm mà mình vẫn chưa có một cái năng lực tốt ở trong ngành á, bất cứ ngành nào cũng vậy, thực ra có thể nên cần coi lại về cái lựa chọn của nghề, có thể mình thật sự không hợp với cái nghề đó. Nhưng mà còn ví dụ làm đại đa số mọi người đều sẽ vượt qua cái ngưỡng và có cái năng lực nhất định trong ngành sau khi đã làm thời gian rồi. Nhưng mà để trở nên xuất sắc á, thì anh nghĩ là nó sẽ đòi hỏi một số những cái yếu tố. Cái chuyện mà xuất sắc tức là giống như đi từ câu chuyện là rất là dễ để đi từ 1 điểm cho tới 7 điểm, nhưng mà bước lên cái ngưỡng 8 điểm và 9 điểm, 9 điểm rưỡi gọi là xuất sắc á. Tức là từ 8 đến 9 á, là cái bước là đi từ một người giỏi, một người khá lên một người giỏi, là một khoảng cách từ người giỏi mà lên người xuất sắc đó lại một khoảng cách nữa. Thì thường cái cho cái đó nó sẽ đòi hỏi một số những cái hy sinh và những cái rất là extreme của cái việc làm nghề. Tức là để mà đi ngành nghề nào cũng vậy, một ca sĩ giỏi, một ca sĩ xuất sắc nó cách nhau một cái khoảng rất xa. Nó có thể là cái sự khác biệt giữa một cái người chỉ dành một ngày khoảng 10 tiếng để làm việc. Ví dụ bạn làm một ngày bạn làm 8 tiếng, bạn dành trong cái thứ gì đó một ngày 8 tiếng thì bạn chắc chắn là bạn sẽ là khá và sẽ lên tới ngưỡng khá. Bạn dành cho nó 10 tiếng thì có thể bạn sẽ lên được cái ngưỡng
giỏi hơn những người khác, có thể gọi tạm gọi là giỏi đi, 10 tới 11 tiếng. Nhưng mà bạn muốn, nếu mà bạn muốn xuất sắc, bạn cống hiến một ngày thậm chí 16 tiếng, 18 tiếng, tức là nhiều hơn nữa cho cái chuyện đó, tức là bạn dành rất nhiều thời gian cái suy nghĩ cái thứ cho cái chuyện làm cái nghề đó. Thì thật ra anh nghĩ những người xuất sắc là những người mà họ ở một thời điểm, mà anh không nói chuyện đó là chuyện on the way nha. Nhưng mà có thể cái thời điểm đó trong cuộc đời của họ, một thời điểm ở trong cuộc đời của họ, họ đã dành một cái khoảng thời gian như vậy, họ hy sinh một cái khoảng thời gian dài như vậy để mà họ cống hiến đó. Thì anh nghĩ là cái đối với anh á, thì nó là cái giai đoạn, anh nghĩ là anh đã có cái giai đoạn anh cống hiến khá nhiều vậy. Xuất sắc hay không thì tùy người đánh giá, nhưng mà câu chuyện anh nghĩ cái giai đoạn mà anh, thời điểm anh mới bắt đầu lại làm trong khoảng chừng 5-6 năm đầu tiên á, anh gần như là anh không có ngày nào anh làm dưới 16 tiếng. Không có ngày nào cả, bao gồm cả thứ bảy chủ nhật. Cái thời điểm đó là thời điểm mà anh tiếp thu kiến thức, tất cả mọi thứ nó khủng khiếp lắm, rất là nhanh, rất là nhiều. Anh làm mấy job ngày, anh làm rất nhiều thứ, anh làm trong khoảng 5-6 năm đầu tiên anh làm gần như là 16 tiếng một ngày công việc, bao gồm cả thứ bảy chủ nhật. Anh có cái may mắn đó là tại vì anh không có bạn gái. trong 5 năm đầu tiên đi làm anh không có bạn gái. Thì nói chung là anh hết làm được như vậy khi anh có bạn gái. Anh ơi, bây giờ anh có vợ rồi thì anh lại nói lúc nãy là may mắn khi anh không có bạn gái, bây giờ anh có vợ rồi thì sao? Thì bạn gái chính là vợ luôn đó. Thì đó em biết rồi. Bạn gái đầu tiên là cái thành vợ. Biết mà. Chẳng hạn như vậy thì, cho nên thật ra câu chuyện anh nghĩ là, thì thật ra câu chuyện là đương nhiên sẽ có những, vẫn có những người họ sẽ dành cả mấy thời gian như vậy, họ tìm cái loại đó, hay là có thể họ thông minh hơn quá trời vợ đó, anh họ sẽ không cần phải có nhiều thời gian, tức là hoặc họ làm đúng một cái thứ đó mà tiện đó. Thì câu chuyện của mỗi người rất là khác. Nhưng mà cá nhân của anh thì anh nghĩ là để mà đạt được một cái ngưỡng mà gọi là hơn bình thường thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lại bằng một cái gì đó. Thì ví dụ như thời điểm đó của anh là trong khoảng 5 năm đầu tiên, là thí dụ như anh nhớ hồi đó nha, là đi làm khoảng năm thứ tư, anh thời điểm đó anh ngoài công việc công ty, anh đã có một cái team freelance mười mấy người ở bên ngoài. Và thật ra lương của anh, thật cả cái lương của anh hồi đó không bằng một góc cái lương anh kiếm từ freelance nữa, cho những cái dự án SEO tất cả các thứ. Tức là anh kiếm tiền từ freelance rất nhiều. Và thật ra ở góc độ nào đó thì từ cái thời, nếu mà kiếm tiền từ SEO hay một số những affiliate marketing từ cái thời mà anh còn học đại học năm 2006-2010 đó, là nó kiếm được tiền từ affiliate, từ cái thứ góc độ đó rồi. Nó những cái mảng đó anh đã làm nhiều góc độ, vì lý do đó anh đã có involve cái mảng kiếm tiền đó. Thì cho nên anh nghĩ là ở khía cạnh nào đó thì chúng ta thường là chúng ta muốn xuất sắc vào cái gì đó, chúng ta phải tương ứng, chúng ta phải có một cái hy sinh. Hy sinh cái gì thì chắc cũng tùy người, nhưng mà thường phổ biến nhất là phải hy sinh thời gian. Hy sinh những cái mối quan hệ hay những cái cơ hội để mà chơi bời, để mà vui chơi, những cái sở thích cá nhân, những góc độ cái thứ để mà mình có làm một số cái đó. Thì anh nghĩ nó là như vậy. Cũng cùng câu hỏi đó luôn, thì không biết là em có bổ sung gì cho câu trả lời của anh Tú hay không? Câu hỏi câu hỏi của chị đang hỏi là làm sao để có gọi là làm sao để mà mình trở nên xuất sắc trong cái lĩnh vực về marketing ấy. Câu hỏi này thực sự rất khó nghe, tại vì em nghĩ là em chưa thực sự xuất sắc. Như anh Tú thì anh có động lực để dành 16 tiếng một ngày để anh chỉ là để làm marketing thôi, tại vì không biết làm gì khác và không có bạn gái nữa. Đúng rồi, cái đó quan trọng nhất này, cái động giống như cuộc đời đưa đẩy anh. Vậy là hồi xưa anh động lực của anh là kiếm tiền đúng không? Cũng không hẳn, anh cũng không có nhu cầu kiếm tiền lắm. Được cái là anh kiểu thì bây giờ anh sống ở đây, nói chung ở thành phố các thứ, nhưng mà nói chung anh không ở chung, nhưng mà anh cũng không ở, cũng được, nói chung là ở chỗ ba mẹ có một cái chỗ cho cái shop. Mình ở trong cái shop đó luôn, và thật ra mình cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện là phải thuê mướn hay là cái thứ. Nói chung là không sống chung ba mẹ, nhưng mà có cái chỗ riêng, nhưng mà cũng là được ông bà allocate chỗ đó, nên thật ra mình cũng không có pressure nhiều lắm chuyện kiếm tiền. Mình chỉ có làm thôi, và thật ra anh nghĩ là anh cũng có may mắn. Nhưng mà cũng chính, nhưng mà góc độ là anh không biết sao, nhưng mà anh có nhiều thời gian anh spend cái chuyện đó. Anh cũng là vốn là kiểu hướng nội. Anh cũng chả có nhu cầu bạn bè hay đó nhiều lắm, nên anh kiểu anh cứ cắm đầu anh làm vậy. Anh nghĩ maybe đối với anh nó như thế. Ủa anh ơi, nếu như mà mình phải hy sinh, mà giống như anh nói là chủ yếu là thời gian, vậy thì nếu như mà một người họ bắt đầu chậm hơn, trễ hơn vào nghề marketing ấy, thì họ có bị đi chậm hơn không? Mặc dù là họ vẫn hy sinh như vậy nha, họ có thể sẽ hy sinh giống như anh 16 tiếng một ngày,
bắt đầu chậm những gì đúng không? Sau này bây giờ họ anh nghĩ là rồi. anh nghĩ cái chỗ câu hỏi em hỏi thì anh nghĩ là nếu mà họ hy sinh, họ dành nhiều thời gian họ làm thì anh chắc chắn họ sẽ đạt được cái thành tựu gì đó. Nhưng mà còn cái chuyện để bắt kịp anh hay không, anh không nghĩ đó là câu hỏi đúng, tại vì anh nghĩ là không nên so. So để làm gì cũng câu chuyện là họ làm thì họ cứ happy với những cái achievement của họ đi, thì anh cũng làm và anh happy với những achievement, những cái thứ anh làm được thôi. Thật ra những cái thứ của anh thì so với ai, anh thì anh nếu anh thì anh so với ai cũng chả để làm gì. Anh nghĩ là cũng không nên như vậy. Thật ra câu chuyện họ cứ làm, anh tin chắc là nếu mà họ dành nhiều thời gian họ làm, họ hy sinh cho cái đó, họ sẽ đạt được thành tựu gì đó. Và họ nên hạnh phúc với cái thành tựu đó. Còn chuyện sao sao thì anh nghĩ vậy. Tại vì thật ra câu chuyện là ngay cả khi bạn giỏi, nhưng mà ví dụ xui rủi sao bạn làm một cái brand, trong một cái brand, hay bạn làm trong một cái team, cái thứ nó cũng chưa được sự phát huy hết được cái năng lực của bạn. Hay bạn chưa thực sự tìm được cái, tại vì cái chuyện là tìm kiếm được cái thứ mình giỏi, mình thích, hay là mình happy, mình hạnh phúc với đó, nó có thể một cái câu chuyện cũng khá dài với cuộc đời con người. Chứ nó không phải nhất thiết, nó không phải chỉ có bạn những chuyện nghề nghiệp không. Cho nên ở góc độ đó thì anh tin là như vậy. Làm, chỉ cần chú tâm chúng ta làm, chúng ta dành nhiều thời gian đó thì chúng ta sẽ có thành tựu. Và miễn sao chúng ta hạnh phúc với cái thành tựu đó mà chúng ta có được là được. Cái công việc của mình chọn á, nó phải phù hợp với mình nữa. Thì mình càng hiểu bản thân mình bao nhiêu thì mình sẽ chọn ra được và gắn bó với lại công việc bấy nhiêu. Vậy thì làm sao để mà mình có thể hiểu được bản thân của mình để chọn cái công việc đó phù hợp? Người có thể xây trước đây. Em rất là thích chủ đề này, tại vì em là một người rất là thích làm nhiều thứ để có hiểu bản thân. Tại vì đối với em nha, nếu mà mình hiểu bản thân thì mình có thể hiểu được mọi người xung quanh. Tại vì sẽ có một số nhóm tính cách mà một số người sẽ thuộc một số nhóm tính cách đó. Và khi mà mình hiểu có những nhóm tính cách như vậy, và mình đã thuộc nhóm tính cách đó thì mình sẽ biết cái cách để giao tiếp với họ. EQ nó hơi thiên hướng một chút xíu EQ. Thì tại vì em cũng lead team nữa nên là em sẽ tìm hiểu rất là nhiều để có thể giúp mình guide được team mình. Và hoặc là có thể định hướng cho những bạn sinh viên mà từng hỏi mình là em có học marketing không. Thì đối với em thì em hay làm những cái bài tập trắc nghiệm tính cách. Và có một thời gian là em có tìm hiểu khá là sâu về Ikigai. Ngoài ra thì em cũng có làm một số cái như là sinh chắc vân tay, rồi làm những cái bài test của những cái hãng như là Red Bull, thì họ cũng có những cái bài test tính cách để để em hiểu được là ok, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì, mình cần phải khắc phục thêm những cái gì. Đối với em thì là khái niệm về Ikigai là như thế nào? Ikigai thì sẽ là tổ hợp bốn yếu tố quan trọng để mình chọn được cái nghề mình làm có hạnh phúc không. Thì Ikigai sẽ bao gồm là có việc mình có thể làm tốt, việc mình thích, và việc đó kiếm ra tiền, và việc đó là xã hội đang cần. Thì đối với em thì marketing là hội tụ đầy đủ bốn yếu tố đó. Còn anh Tú thì sao? Anh Tú có đi test vân tay, rồi giải mã gen, rồi tarot, đồ coi bói, đồ MBTI, đồ nó chia hai loại. Thì ví dụ trong những cái thứ mà Huyền có nói nãy đi, thì một số thứ thì anh đồng tình, số thứ thì không đồng tình lắm. Tức là một số cái phương pháp mà em tìm để em gọi là hiểu bản thân, hay là để hiểu, em nói là hiểu cái đó để mà tương tác với mọi người, thì có cái anh đồng ý, có cái anh nghĩ. Ví dụ nói về test tính cách thì anh nghĩ test tính cách thì nó ok. Test tính cách nó sẽ có những cái kiểu test tính cách cho có kiểu 16 cái loại personality đi, kiểu ENTJ, gọi là gì, MBTI đúng không? Test MBTI. Thì ví dụ như anh là introvert thì nó sẽ là INFJ, AMTF gì đó. Thì anh nhớ mang máng qua này, anh là advocator, anh là advocator. Ví dụ thì để làm để có được cái đó thì nó sẽ có một số câu hỏi về tính cách, về cái cách mà mình reaction và phản ứng. Đúng. Thì từ cái đó nó sẽ tạo ra, thì anh nghĩ cái đó nó có tính khoa học nhất định. Tức là những cái bài test như là MBTI, test về tính cách, hay là cái bài test của em nói, bài test của Red Bull, thì anh nghĩ nó cũng dựa trên một số cái cơ chế như vậy thôi. Từ những cái của mình thì nó sẽ ra được cái tính cách đó, thì mình cũng, nó giúp cho mình hiểu tính cách của mình, thì cái đó anh đồng ý. Anh ok với những loại bài test đó. Anh, cá nhân anh thì anh nghĩ những bài test đó ổn, để mà nêu được cho mình biết đó. Nhưng mà còn ví dụ số những cái thứ như mà gọi là dùng giống như là bản đồ sao hay sao nè, đúng không, dấu vân tay nè, dấu bằng tay nè, rồi đó luôn à.
dấu vân tay nè, rồi coi thần số học nè, rồi coi tarot nè, rồi coi đó thì anh thì anh nghĩ những cái đó thì nó những cái đó thì ai chọn tin thì tin thôi. Anh thì anh cũng có nhiều bạn bè của anh là kiểu spiritual hay là kiểu cũng họ sẽ chọn tin cái đó, rồi thần số học các thể loại các kiểu kiểu gì đó bạn anh cũng coi cho anh hết rồi. Ví dụ thần số học đi thì họ coi ngày tháng năm sinh thôi, thì anh họ nói anh là số master đấy. Kiểu kiểu thế thì nghe thì biết thôi cho vui thôi, nhưng mà câu chuyện bây giờ là anh nghĩ là ai chọn tin thì tin, nó là những cái phạm trù đó. Nhưng mà một số người thì đừng có lấy cái đó, tức là ngay cả những cái dấu vân chắc vân tay đi thì cái đó anh cũng cái anh không có ấn tượng tốt lắm cái vùng đó, tại vì nó hơi kiểu nó hơi gọi là ngụy khoa học. Tức là họ dùng, họ nói là họ dùng khoa học để họ minh chứng cái đó, nhưng mà thật ra nó không phải là khoa học, không có cái gì mà liên kết cái dấu vân tay của mình với lại cái tính cách và personality mình. Tức là khoa học chưa chứng minh điều đó nha, tức là anh chỉ đang nói ở phương diện là khoa học chưa chứng minh được điều đó thôi. Thì còn câu chuyện là hay là cái mấy cái về thần số học đi thì cũng gọi là nói là lấy cái đó, những cái định luật cũ của Pythagore hay một số cái gì đó, nhưng mà câu chuyện là vẫn chưa có khoa học mà chứng minh được cái đó. Thì ai chọn tin thì tin, nhưng mà đừng nói như nó như là khoa học là được. Anh thì anh hơi dị ứng những kiểu đó. Rồi quay lại câu chuyện là vậy thì cái tính cách cái tính cách thì như thế nào thì nó hợp với cái ngành nghề nào? Anh thì anh nghĩ anh thì ngoài cộng đồng về marketing truyền thông anh còn làm cái cộng đồng về người hướng nội. Thì thật ra câu chuyện anh thấy cho tới cuối cùng thì tính cách nào cũng làm, tính cách nào nghề nào cũng làm được cả. Anh nghĩ là nó sẽ không có một số cái tính cách nào đặc trưng cho một số cái ngành nghề. Anh đã từng thấy những người hướng nội làm SEO, làm về sale bán hàng. Họ vẫn đi bán hàng được và thậm chí là doanh thu của họ còn khủng. Bán B2B một doanh số một tháng vài trăm triệu cho tới cả tỷ là chuyện bình thường. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là họ sẽ phải cố và nỗ lực đi ngược lại với lại cái tính cách của họ nhiều không? Đương nhiên nó sẽ có một số những cái struggle, nó có những cái struggle, cái thứ nhất định, nhưng mà anh thấy những người đó họ vẫn vượt qua được. Tức là nó có thể có hơi khó khăn, nhưng nó không phải là một cái rào cản lớn đến mức mà nó sẽ ngăn cản họ làm cái điều đó. Giống như anh thấy em làm mảng content, viết nội dung, sáng tạo nội dung, cái thứ em thấy đi, có những đứa vẫn rất là hoạt bát, nó vẫn có thể viết tốt. Và có những đứa cũng rất là kiểu gít, rất là kiểu đóng lại. Cái đám mà kiểu trong cái mảng viết content thì cái đám mà nó exclusive, cái đám mà nó ít giao tiếp, thật ra có thể nó hơi nhiều, nhưng mà cũng không nhất thiết là nó chỉ có những cái nhóm như vậy. Có những đứa vẫn là hoạt bát, rất nhiều với rất nhiều kiểu tính cách khác nhau. Và đặt ra câu chuyện con người chúng ta cũng hay dễ bị bias nữa. Ví dụ như em, anh ví dụ như làm việc, anh có làm việc với em thì em là tiếp người cũng hướng nội. Em sẽ khá là em sẽ không phải là kiểu hướng rất là ngoài rất nhiều. Nhưng mà cũng có thể vì chính vì vậy nên cái những cái nhân viên, những người mà em tuyển vô nó cũng bị influence, hoặc có thể là em thích chọn những người cũng hao hao như vậy. Nhưng mà có thể một cái người tiếp người sếp khác cũng là biết content, nhưng mà họ thì có thể họ đã attract những cái nhóm khác. Đồng ý. Cho nên cái đó đôi khi chúng ta có thể cái yếu tố gọi là tính cách các thứ này, tức là mình thấy là mình tính cách thế này và mình đang làm tốt cái này thì mình nghĩ rằng phải là tính cách thế này thì mới làm tốt được, và nhân viên của mình cũng là kiểu kiểu vậy chẳng hạn đấy, thì anh nghĩ nó cũng chưa chắc đã gọi là chuẩn mực lắm đâu. Thì quan điểm của anh nha là tính cách như thế nào, whatever, tính cách nó không quyết định cái chuyện bạn có thể làm được nghề nghiệp nào hay không. Tính tư duy và mindset mới là cái thứ quyết định bạn làm được cái nghề nào, nghiệp nào tốt hơn hay không. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện em làm được nghề, em lên được tới cái vị trí leader, cái thứ mà em đang làm hiện tại, nó tính cách của em nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất của anh vẫn nghĩ là do cái tư duy của em, cái chuyện em cố gắng em làm, cái chuyện mà em vượt qua tất cả mọi cái quyết định, tới cái thời điểm em phải quyết định chọn giữa cái nghề nghiệp nào em quyết định, em vẫn chọn là marketing. Thì cái đó, cái việc mà bám trụ với lại marketing resilient, cái yếu tố resilient, cái mindset tư duy của em nó kiểu nó bền bỉ, nó mới là cái thứ giúp em tới được cái vị trí hiện tại. Còn tính cách thì hiểu về bản thân mình một tí cũng tốt, nhưng mà anh nghĩ nó chưa chắc nó đã là cái yếu tố đóng góp cho cái chuyện em thành công hay là em làm tốt cái thứ mà em làm đó. Anh góc độ, góc nhìn, quan điểm cá nhân của anh là như vậy. Em nghĩ là thực ra cái gì nhiều quá cũng không tốt á. Ví dụ như là em có một số người bạn mà cứ đi tìm hiểu bản thân mình, tìm hiểu tính cách mình, tức là đi quá nhiều bên trong nhưng mà lại thiếu trải nghiệm. Thì dù có hiểu đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào mà hiểu được bản thân khi mà mình thiếu trải nghiệm cả. Nên là em nghĩ là maybe là mình có thể kết hợp giữa chuyện mà mình làm và test với chuyện mà trải nghiệm, ok coi nó đúng hay không. Tức là mình sẽ là người đi thực nghiệm để mình coi là ok mình có thể áp dụng được cái đó như thế nào. Ví dụ như là chuyện mà có thể là anh không tin vân tay đi, nhưng mà em có một cái áp dụng cho phòng sinh chắc vân tay, tại vì em coi không có nhiều, nên là em coi sơ sơ thôi, thì em biết là em có 9 ngón đại bàng và 1 ngón nước
Thì đại bàng có một cái hay đó là rất là tiên phong và thích xây dựng cái gì đó từ ban đầu. Và đại bàng có thể phát triển tốt ở môi trường mà có cái mục tiêu rõ ràng. Nên là đối với em thì em thấy là ồ đúng, tại vì hồi trước em không có mục tiêu nên là em sống kiểu hơi cù bất cù bơ, tức là tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà từ khi mà em biết là ok, em là nhóm đại bàng mà em phát triển tốt khi em có mục tiêu, thì em đã xây dựng mục tiêu cho mình từ maybe có thể từ 5 đến 10 năm, nhưng mà ok, năm nay chắc chắn là sẽ có mục tiêu. Cho chị hỏi xíu, em có 9 ngón đại bàng với là một ngón gì? Nước. Nước thì nó tượng trưng như cái gì? Nước là sẽ linh hoạt. Linh hoạt. Dạ, sẽ... chị đặt trường hợp nha, ví dụ như một cái kết quả vô tình nó trả sai vậy cho em thì để trả mà giờ nó trả cho em một cái ngón là đại bàng thôi, thì lúc đó em có nghĩ rằng là có xu hướng chọn nghề của em nó sẽ thay đổi không? Em không có dựa vào bài test để chọn nghề đó chị. Tại vì nghề là do em chọn. Em chọn giữa cái quyết định đó. Có một cái moment mà em chọn để làm nghề của em. Nhưng mà em cũng không dựa vào test để chọn nghề, tại vì cơ bản là bản thân mình biết nhưng mà chắc gì đã phù hợp khi mà mình làm. Thì sẽ có nhiều yếu tố khác để em quyết định chọn nghề. Ok. Anh có muốn bổ sung gì nữa hay không? Quan điểm của anh em thấy cũng khá là rõ ràng. Quan điểm của anh thì cũng rõ ràng rồi. Thì có chuyện thì anh cũng không bổ sung gì thêm. Anh thì anh chỉ anh cũng đồng ý là chuyện tính cách các thứ hay là những cái bài test đó nó cũng không ảnh hưởng, cũng không nên ảnh hưởng đến chuyện mình chọn nghề. Nó chỉ là để mình hiểu bản thân thôi. Hiểu bản thân thì ok. Chủ đề của mình đó là đừng nhắm mắt đôi chân theo nghề. Anh có nghĩ anh Tú với lại Huyền có nghĩ rằng là cái hành động đó nhắm mắt đưa chân theo bước chân vào nghề marketing nó là sai không? Em có thể biết thêm về cái quan điểm của mọi người. Cá nhân anh thì giống như nãy anh nói rồi, anh là hay nhắm mắt và đưa chân vô. Thì anh, cá nhân anh thì anh nghĩ là nhắm mắt đưa chân, tại đó anh cũng không có nhiều dữ liệu, cũng không có nhiều lựa chọn nên anh nhắm mắt anh đưa chân vô. Thì anh nghĩ cũng sẽ có nhiều người khác cũng nhắm mắt đưa chân như vậy ngay cả thời điểm hiện tại. Tại vì không phải như, ai ví dụ như nếu mà những cái bạn trẻ bước chân vào đi, những cái bạn trẻ, nhiều bạn trẻ ngày nay họ cũng, tại vì không phải ai cũng hiểu rõ là mình muốn gì. Tại thực ra nói cho dù cái những cái chuyện mà hướng nghiệp nó có tốt như thế nào đi nữa, hay là những cái thông tin dữ liệu tất cả thứ này, nhưng mà thật ra con người mà họ sẽ có những cái, có những cái tốc độ suy nghĩ khác nhau, có những cái thứ họ quan tâm khác nhau. Và những cái môi trường khác nhau, đúng không? Cho nên thật ra không phải ai là bước chân ra khỏi trường đại học cũng đều đã biết mình muốn làm gì. Và thật ra có nhiều yếu tố nó tác động hơn tới cái đó nữa. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta, mặc dù chúng ta có thể cho rằng là chúng ta muốn chọn ngày này ngày kia, nhưng mà ví dụ như cơm áo gạo tiền đôi khi nó không cho phép cái chuyện đó. Giống như chuyện ban đầu anh không đi vẽ là tại vì vẽ nó trả ít tiền hơn so với làm cái kia, làm công việc biên phiên dịch. Thật ra lúc đó lựa chọn giữa biên phiên dịch lại cái công việc vẽ chứ không phải là marketing. Nhưng mà rõ ràng câu chuyện là cái hướng nó đi, thật ra chúng ta cũng không, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta muốn rằng chúng ta có thể kiểm soát được tương lai. Nhưng mà thật ra cái khả năng chúng ta kiểm soát tương lai nó không quá nhiều đâu. Nó chỉ đôi khi là một cái. Thì quay lại cái câu chuyện là anh nghĩ rằng cái chuyện nhắm mắt đưa chân theo nghề á, nếu mà được bạn biết được cơ hội, bạn biết được rằng cái thứ gì có thể tốt cho bạn, và bạn có đưa ra một cái quyết định, có suy nghĩ, thì nó sẽ luôn luôn tốt. Nhắm mắt đưa chân theo nghề á, thì anh nếu mà hiểu á, thì chúng ta thể hiểu nó theo góc độ là một cái nhắm mắt đưa chân theo nghề á, anh nghĩ là không phải là kiểu nhảy đại vô mà làm. Anh nghĩ vẫn là một cái kiểu góc độ là một cái calculated risk, tức là một cái tính toán có rủi ro, rủi ro có tính toán. Tức là chúng ta tính hơn thua, tức là chúng ta không chắc chắn là nó có phải thứ phù hợp với chúng ta hay không, nhưng chúng ta cũng có tính toán lợi ích hơn thua, là giữa cái này, giống như em lúc mà em lựa chọn giữa cái nghề dạy tiếng Anh với làm marketing á, thì nó cũng là calculated risk rồi. Có thể là lúc đó em tính là em nghĩ rằng marketing nó hot hơn, nó có cái tiềm năng hơn, hay là tiếng Anh giàu hơn, vậy tiếng Anh kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Rõ ràng. Nhưng mà vậy thì em vẫn chọn marketing thì nó là cái risk rồi, risk về mặt tài chính cho em rồi, nhưng mà em vẫn chọn marketing tại vì tiềm năng của nó nhiều hơn so với cái việc đi dạy mà dạy tiếng Anh. Anh nghĩ như thế, ở góc độ này đó suy nghĩ. Marketing phù hợp với tính cách của em hơn so với tiếng Anh, tại vì em dạy em không đủ kiên nhẫn. Đó thì có thể góc độ của em đó, anh nghĩ là đó thì nó vẫn là cái lựa chọn của em, một cái lựa chọn cái góc độ đó. Cho nên anh nghĩ là quay lại thì câu chuyện là nhắm mắt đưa chân thì cũng không hẳn là xấu. Nhưng mà nếu mà có tính quyết định được lựa chọn trước thì tốt, nhưng mà còn lại là ngay cả khi mình nhắm mắt đưa chân thì mình vẫn nên là tính toán nó theo góc độ là một cái gì đó có tính toán.
chúng ta có lựa chọn A, lựa chọn B, chúng ta lựa. Tức là nếu chúng ta quyết định chúng ta lựa marketing mà chúng ta không chắc lắm là chúng ta có thành công trong đó không, chúng ta lựa cái đó thì cũng phải có một lý do nào đó làm sao. Đó giống như là một cái lời khuyên của anh dành cho mọi người. Anh nghĩ đó là lời khuyên, nếu mà có cái gì đó nó là lời khuyên. Em đồng ý với anh một chỗ là kiểu như là mình đã chọn rồi ấy, thì lúc đấy mình sẽ có mục tiêu và có kỳ vọng. Thì mình sẽ xét ra rất là rõ là trong cái khoảng thời gian đấy mình có mục tiêu gì, mình kỳ vọng ra sao. Thì sau đó khi mà mình làm á, và mình cảm thấy là ok, cái hướng mình đang làm có thể đáp ứng được cái kỳ vọng và mục tiêu đó, thì mình sẽ tiếp tục tiếp tục. Nếu không thì sau một thời gian mình có cái timeline, nếu không thì có thể stop được. Đúng rồi, anh nghĩ là như vậy. Cảm ơn anh Tú với lại Huyền. Thì thật ra là buổi trò chuyện trong cái podcast ngày hôm nay của chúng ta nó cũng sẽ chỉ có như thế thôi. Em dựa trên những cái chia sẻ của anh Tú với Huyền thì mở ra rất là nhiều cái góc nhìn cho mọi người. Nhi hy vọng rằng là qua cái chương trình podcast series Sự nghiệp hạnh phúc cho marketer, các bạn sẽ có được những cái gọi là biết cách được xây dựng cho mình một cái sự nghiệp mà hài lòng theo đúng cái định nghĩa riêng của mình. Em chưa kết chương trình, em muốn hỏi thêm một cái câu nữa. Câu này giống như là bonus thôi. Nếu như mà bây giờ mình chọn một cái hoạt động nào đó để khiến cho mình hạnh phúc và mình có thể làm nó ngày này qua tháng nọ luôn, thế thì mỗi người sẽ chọn cái hoạt động gì? Chắc Huyền nói trước. Hoạt động hả? Em là kiểu người rất là thích tham gia nhiều hoạt động khác nhau, tại vì em nghĩ là em khá là hiếu kỳ. Dạ, em thích tìm hiểu cái mới, nên là nếu mà được chọn một hoạt động thì em nghĩ là mỗi ngày em sẽ đi gặp một người khác nhau, giống như là cái video của anh Nasdaily vậy. Tức là em muốn là mỗi ngày em sẽ ở một cái nơi khác, tìm hiểu về văn hóa con người họ, tìm hiểu những cái con người, câu chuyện của họ. Điều đó làm cho em hạnh phúc. Điều đó là em cảm thấy là em được sống nhiều cuộc đời hơn là cái cuộc đời hiện tại của em. Tức là em thấy cuộc sống mình nó đa dạng hơn. Và nên là em thích đi sẽ đi đây đó. Ủa, nhưng mà hiện tại là mỗi ngày em làm điều gì để em gặp được nhiều người khác nhau? Quật Tinder. Anh đã lỗi rồi. Mọi người có thể đọc cái tên của bé này dưới comment nha mọi người. Mọi người có Facebook của em thì cứ em bóc trực tiếp, không cần phải qua Tinder đâu, xa xôi lắm. Thì còn anh thì sao? Anh chọn một điều mà khiến nhà hạnh phúc mỗi ngày. Thì anh khá rõ rồi. Thì làm từ nhiều năm nay rồi, anh nghĩ là thứ gì mà khiến anh hạnh phúc làm mỗi ngày thì nó là làm cộng đồng. Dạ. Làm cộng đồng 9 năm, 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nếu mà tính những cái web forum mà nhiều thứ khác anh làm thì anh đã làm lâu nay rồi. Thì tới bây giờ nó vẫn là thứ khiến anh happy. Gần như là cuộc sống của anh dạo gần đây thì nó quay quanh chuyện làm cộng đồng nhiều. Làm cộng đồng, anh đủ thứ cộng đồng, làm này làm gì, cái chuyện làm cộng đồng nó khiến anh happy, nó vui vẻ. UN cũng là một cộng đồng mentorship, cộng đồng về tài chính, cộng đồng về giáo dục, cộng đồng về có những người làm cộng đồng cho những người làm cộng đồng. Đó, cộng đồng về AI data, cộng đồng về người hướng nội, anh có cả cái cộng đồng đó luôn. Thì nói chung là anh nghĩ là với những cái góc độ đó thì cái chuyện làm cộng đồng là cái thứ nó đang khiến anh rất là vui vẻ, rất là happy, và anh nghĩ nó là cái thứ anh làm tới cuối đời. Và anh khá chắc là anh sẽ làm cái đó tới cuối đời, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mới là kết thúc thật nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Tú và Huyền đã dành thời gian để đến cái buổi podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở tập podcast số 4. Cảm ơn Nghi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. See you, bye bye.